và cần phải đề ra những phương án tính toán thật sự kỹ lưỡng để có thể có được trận đấu thành công trước. Quá hay Sukuna đây! Bàn thắng đã được ghi từ rất sớm dành cho các cô gái của đội bóng nữ U19 Phong Phú Hà Nam. Một tình huống bước một từ một quả phạt góc rất gọn gàng và Hồng Yêu là người đã tạo ra một quả đá quá xuất sắc. Bàn thắng được diễn ra ngay ở phút thứ 5 của hiệp thi đấu thứ nhất này. Một tình huống đỡ bước một quá gọn ghẽ và sau đó là quả đá tung lốc lưới của thủ môn bên phía nữ U19 Sơn La. Một pha làm bàn cực kỳ đẹp mắt và quá đẳng cấp đến từ Hồng Yêu. Rất nguy hiểm, đánh đầu chưa thành công. Đó cũng là một pha bóng nguy hiểm, một trận đấu quan trọng. Và vào lúc này thì khán giả của Hà Nam cũng đã tới sân vận động tỉnh Hà Nam khá đông để cổ vũ cho đội bóng chủ nhà. Một pha đánh đầu trong tư thế xoay lưng lại với khung thành của đối phương, tuy nhiên vẫn tạo ra sự nguy hiểm rất lớn. Tấn công dành cho đội bóng Sơn La, quá người rất hay, đối mặt thủ môn rồi. Sút bóng, sút bóng không vào, không thành công. Một tình huống mà chúng ta thấy được sức mạnh, thể lực, tốc độ, sự càn lướt là tốt đến như thế nào của cầu thủ Đèo Kia Chun. Một mình Đèo Kia Chun tả sung hữu đột trong vòng cấm địa của đối phương. Quả đá cuối cùng thì đã bị chặn lại bởi một cầu thủ áo đỏ, Vũ Thị Hoa, quá hay. Vũ Thị Hoa là người đang ngăn chặn tình huống bóng vừa rồi. Số 6 bên phía đội bóng nữ U19 Phong Phú Hà Nam là một rất nhanh, Hoàng Vân. Hoàng Vân đi bóng lắt léo và penalty rồi. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau có lẽ là của cầu thủ mang treo số 19 bên phía nữ U19 Sơn La, đó là Hải Yến. Pha bóng mà Vũ Thị Hoa đối mặt với Minh Ánh rất tập trung. Tuyệt vời! Một tình huống dứt điểm có thể nói là rất hay và cho thấy bản lĩnh cũng như là sự tự tin là lớn đến như thế nào dành cho vị trí của đội trưởng Vũ Thị Hoa. Một người đã chơi cực kỳ nổi bật và xuất sắc trong trận thi đấu ngày hôm nay. Một cầu thủ có phong cách thi đấu, có thể hình và mái tóc rất giống với huyền thoại của bóng đá Hà Nam, đó là Tuyết Dung, vừa rồi đã sút quả bóng vào chính diện khung thành, đánh lừa được thủ môn đối phương. Rất hay dành cho Vũ Thị Hoa ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Cho đến thời điểm này thì có lẽ là đội trưởng bên phía nữ U19 Phong Phú Hà Nam là tiếp tục là phát động tấn công rất nhanh. Hoàng Vân, tốc độ quá tốt của Hoàng Vân, kịp không? Qua người. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ chờ đợi quyết định của trọng tài sẽ là như nào. Một pha bóng mà chúng ta thấy được tốc độ của Hoàng Vân là như một chiếc siêu xe Ferrari vậy. Rất nhanh. 19 Phong Phú Hà Nam. Hoàng Vân rất hay, lại là một quả pen nữa mà các cầu thủ bên phía nữ 19 Phong Phú Hà Nam đã thực hiện nó một cách cực kỳ xuất sắc. Trên chấm penalty thì Hoàng Vân đã rất bản lĩnh để đánh bại thủ môn Minh Anh. Một tình huống mà Hoàng Vân đã đánh lừa được thủ môn của đối phương. Ba bàn thắng trong khi quãng thời gian của hiệp thi đấu thứ hai chúng ta chỉ còn khoảng 10 phút. Đó sẽ là quá nhiều những khó khăn dành cho đội bóng nữ U19 Sơn La để có thể có điểm trong trận cầu này. Quả sút bóng từ rất xa, tuy nhiên chưa đủ lực. Và như vậy là hết giờ. Xin chúc mừng nữ U19 Phong Phú Hà Nam đã có một chiến thắng thực sự ấn tượng và thuyết phục. Xin chúc mừng trước vô địch của các học trò huấn luyện viên Trần Lê Thủy, Thành phố Hồ Chí Minh.